Khoảng 10 giờ sáng nay, một vụ nổ kèm theo cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy xăng chiết ga An Dương, khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Sự cố bất ngờ đã khiến hàng nghìn công nhân tháo chạy tán loạn, 47 người đã phải nhập viện vì bị thương. Các công nhân chứng kiến sự việc cho biết, ngọn lửa bốc lên từ khu vực san chiết ga của công ty thương mại cổ phần dầu khí An Dương. Chỉ sau đó ít phút, một tiếng nổ kinh hoàng phát ra gây chấn động những khu vực xung quanh. Hàng nghìn công nhân công ty và các nhà máy lân cận tháo chạy tán loạn. Các cái bọt khí nó như kiểu khí ga ấy, nó phụt ra hai bên và bắt đầu nó nổ uỳnh, cái lửa nó tỏa ra phạm vi bao trùm nó phải tầm 2 cây, mà tôi đứng cách đấy khoảng 700 m là mặt nóng ran hết. Lực lượng chức năng đã huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 12 giờ trưa nay, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn khu chiết nạp ga rộng hàng trăm mét vuông. Bồn chứa khí hóa lỏng của cơ sở này bị nổ tung. Hai mảnh vỡ của bồn chứa văng cách xa khoảng gần 1 km. Còn phần giữa của bồn chứa cũng bị vỡ tung, ép thành một tấm thép. Cũng tại hiện trường vụ nổ, một chiếc xe bồn chở ga đã bị cháy rụi, chỉ còn đống sắt. Địa điểm tôi đang đứng ở đây cách xa hiện trường vụ cháy tới hàng trăm mét. Tuy nhiên có thể nhận thấy là rất nhiều bình ga đã văng vương vãi khắp khu vực và thậm chí là những bình ga còn văng lên tận nắp của các nhà máy. Điều này chứng tỏ rằng là sức ảnh hưởng của vụ cháy nổ này không nhỏ ở tại khu công nghiệp Khai Sơn. Nhiều nhà máy xí nghiệp lân cận cũng bị ảnh hưởng. Người dân trong khu vực cho biết trường Trung học Phổ thông Thuận Thành 2, cửa kính bị vỡ vụn, nhà trường phải cho học sinh nghỉ học. Nghiêm trọng hơn, có tới 47 công nhân bị thương, ngay lập tức phải nhập viện đa khoa Thuận Thành điều trị. 3 bệnh nhân bị bỏng nặng sau đó phải chuyển lên viện bỏng trung ương. Hầu hết các nạn nhân đều là công nhân của các nhà máy lân cận như nhà máy Sungwa Vina, nhà máy Seogi Vina. Nhưng mà tôi đang đứng ở dưới ấy để vận hành cái đường ống ấy thôi, thì nó bật đường ống ấy là nó gây cháy. Bị lửa nó táp vào người, nó cái hơi lửa thôi chứ còn không nghĩ là nó ảnh hưởng công ty mình ấy, thì mọi người vẫn làm bình thường mà. Sau khi mà cháy được độ 20 phút rồi, tự nhiên có tiếng nổ đến ùm một cái. Cứ thế là tất cả mọi người cùng nhốn nháo bỏ chạy, thì mình đang ngồi viết báo cáo thôi. Thì thấy tiếng nổ cái đứng dậy, vừa đứng dậy cái thì trên chả biết là cái gì từ trên trần nhà rơi xuống. Kết luận ban đầu của các bác sĩ ở Viện Bỏng Quốc gia cho thấy hai nạn nhân nam bị bỏng bên ngoài với diện tích khoảng 20% cơ thể. Cả hai đều có nguy cơ bị bỏng đường hô hấp bên trong, do trực tiếp tiếp xúc và hít khối khí nóng khi xảy ra cháy. Có một cái giai đoạn nó cháy ở cái cường độ nhỏ, người ta đã biết và người ta đã chạy ra một cái vùng rất là xa rồi. Lúc đấy nó mới phát hiện ra cái vụ nổ. Thế cho nên là cái vết bỏng ở trên người do lửa cháy hoặc là do không khí nóng gây cháy bỏng ấy, thì nó diện tích không lớn. Tuy nhiên, tức là cái không khí mà gây nên cái bỏng ở phía bên trong cũng có thể sẽ rất nặng. Cái đấy mình chưa lường trước được. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình ga trong quá trình thay bình ga mới. Hiện tại cơ quan điều tra công an huyện Thuận Thành đang phối hợp với công an tỉnh Bắc Ninh làm rõ vụ việc.